Chào mừng các bạn đã quay trở lại với số tiếp theo của Nam Thái TV và mình là Thái. Mình tự đặt một câu hỏi là đã bao giờ các bạn đến một dòng suối mà có hàng nghìn con cá bơi lội ngay cạnh với lại cả con người, nơi mà chúng không hề sợ hãi con người và chúng cũng không hề tạo ra một chút mùi tanh nào, mặc dù là một con suối nước chỉ tầm nửa mét thôi. Khi mà các bạn thò tay xuống nước lại hoàn toàn không có mùi tanh. Bạn có biết nó nằm ở đâu không? Thì trong video này thì mình sẽ kể về, nếu các bạn chưa biết thì mời các bạn cùng mình đến với Thanh Hóa, chúng ta sẽ cùng khám phá con suối cá thần Cẩm Liên, Thanh Hóa nhé. Hello anh em, hiện tại thì mình đang ở đây chính là thành nhà hồ và mình nhìn thấy ở bên kia một núi lên kìa. Ở trên lên kiểu gì đây? Ở trong này mọi người nói khi mà các bạn vào đây thì sẽ mất vé tham quan là 40.000 một người, sẽ có một chốt thu vé ở ngoài kia. Sau đó thì các bạn có thể vào trong khu nhà ở trong này để ngắm những cái kỷ vật của thời nhà Hồ ở phía bên trong kia. Ngoài ra thì các bạn có thể đi xe máy vòng quanh tường thành ở đây, vòng quanh tường thành. Ở đây có tất cả là 4 cổng thành. Khi các bạn đến đây lưu ý là nhớ mang đầy đủ những dụng cụ chống nắng, vì ở đây rất là nắng và không có gì che chắn cả. Thành nhà Hồ hay còn gọi là thành Tây Đô, kinh đô của nước Đại Ngu ngày xưa. Nó nằm trên địa bàn của tỉnh Thanh Hóa và đây là tòa thành kiên cố với kiến trúc độc đáo bằng đá có quy mô lớn hiếm hoi ở Việt Nam ta. Nó có giá trị độc đáo và duy nhất còn lại ở Đông Nam Á và cũng là một trong ít những thành lũy bằng đá còn tồn tại trên thế giới. Tòa thành được xây vào thời gian chỉ khoảng trong 3 tháng, từ tháng Giêng năm 1397. Mặc dù đã tồn tại hơn 6 thế kỷ nhưng một số đoạn tường thành này vẫn còn tương đối nguyên vẹn và hiện nay thì tòa thành đã được UNESCO công nhận là di tích văn hóa thế giới và cũng được CNN đánh giá là một trong 21 di tích nổi bật vĩ đại của thế giới. Vì giá trị độc đáo cũng như là ý nghĩa văn hóa của tường thành này nên các bạn hãy bố trí thời gian đến đây nhìn ngắm nó trước khi chúng không còn tồn tại nữa nhé. Không xa là một địa điểm du lịch cực kỳ nổi tiếng hút khách du lịch ở Thanh Hóa, đó là suối cá tại chân núi Trường Sinh thuộc bản Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, cách trung tâm thành phố Thanh Hóa 100 km về phía tây. Nó có tên là suối cá thần Cẩm Lương. Đây là một mó nước đóng, là nguồn nước cơ bản để chảy ra ruộng phục vụ bà con cấy hái. Hiểu nôm na là một nơi mà nước từ trong núi chảy ra ngoài. Ở quanh khu vực mó nước này có khoảng 1.000 con cá với hình thù rất là kỳ lạ, màu sắc phong phú như màu đỏ, màu xanh, màu hồng dưới ánh nắng. Mỗi khi bọn này bơi thì chúng phát ra rất là nhiều màu sắc lấp lánh, rất là đẹp. Vào mùa nước cạn thì lòng con suối này chỉ sâu khoảng 20cm đến 40cm và nước trong vắt, các bạn có thể đưa tay xuống và vuốt ve những con cá ở đây. Và điều kỳ lạ để làm cho con suối này trở nên hấp dẫn đó là những con cá này chỉ loanh quanh ở khu vực chừng 500m², sau đó rồi lại quay lại cái mó nước này. Chúng không bao giờ đi xa hơn khoảng cách đó. Người dân ở đây thì tin rằng những con cá ở đây rất là linh thiêng nên người ta gọi nó là suối cá thần, nên không ai dám đánh bắt. Mọi người thường đến đây chỉ là cầu may. Còn người Mường ở đây thì tin rằng sự sung túc của đàn cá trên dòng suối này sẽ đem lại sự bình yên, no ấm cho cuộc sống của họ, nên họ cứ truyền từ đời này sang đời khác bảo vệ và nuôi nấng đàn cá này. Từ đó không ai dám ăn thịt loại cá này và cũng tránh những cái hành động xúc phạm đến nó để tránh những cái tai họa. Bạn nghĩ sao về truyền thuyết này? Hãy để lại nó ở dưới phần bình luận cho mình nhé. Chúng ta sẽ gửi xe ở phía dưới bên kia, sau đó đi bộ lên trên này, suối cá thần trên này. Cô ơi, bình thường có được đi xe máy lên trên này không cô? Bắt buộc gửi xe thế này à? Không, gửi xe đó, mọi người đi bộ vào. À vâng, chào cảm ơn. Trên kia cháu thấy có rất là nhiều xe máy ở trên kia ạ. Xe đó là xe của đi làm. À, đi làm ạ. Cơ quan văn hóa. À vâng, chào cảm ơn. Xung quanh đường ở đây thì bán rất là nhiều đồ rau, thớt, các thứ, bánh gai. Rất nhiều hàng quán thì các bạn đến tha hộ lựa chọn. Giá cả đây thì mình chưa tham khảo được. Đó, phía trước mặt các bạn chính là suối cá. Anh em có vé rồi nào?
Chúng mãi mãi mê cái hàng quán này, không bị ý của mấy anh đây, phải đi bộ rất là xa. Chưa xem một vé. Ở đây mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ chị? Ở đây thì chỗ nào cũng thấy cá luôn. Các bạn có thể xuống dưới này tắm suối, những đứa trẻ ở đây. Chú ở trong cái hang, hang kia là hang của nó vào hang kìa. Hang nào mưa, nước to đã là ra nguồn. À, nguồn ở ngoài này gì ạ? Đúng đây, nguồn phụ. À, mưa to là... Chú ơi, con cá to nhất ở đây nó nặng bao nhiêu cân hả chú? Khoảng tầm vài giờ, 3-4 cân thôi. 3-4 cân ạ? Tầm này thôi. Wow, đây rất là nhiều cá luôn. Ngay từ khi đi vào chúng ta đã gặp rất là nhiều luôn. Ở đây có rất là nhiều cá to luôn. Mấy con này nó phải tầm 2-3 cân luôn. Theo truyền thuyết thì có một đôi nam nữ yêu nhau đã tư vấn ở đây để được bên nhau ấy. Nên là các bạn có thể đến đây để cầu duyên cửa cái con suối này. Đôi bạn trẻ nào đến đây cầu duyên thì sẽ được bên nhau mãi mãi. Đấy là theo truyền thuyết. Con cá này bị thương rồi này. Cái suối cá thân này kéo dài khoảng bao nhiêu mét hả chú? 100 mét 200 mét. 100 mét. Cái truyền thuyết mà về ăn cái con cá này bị chết ấy có thật không chú? Có thật đấy ạ. Đây chỉ cần bắt nó đùa với nó mà quá ấy lắm thì nó cũng làm cho mình có may mắn rồi, trên đường đi rồi chứ. À thế ạ. Thế đùa quá trớn đấy đúng không? Đấy, là mình làm cho nó đau đấy. Vâng. Đó cứ là mình đi về là ngay trên đường là không phải là may mắn. Trước đây là 1-2 năm trước là có cái mấy thanh niên là cứ mình lên này bắt đùa nó rồi xong đi về là bị tai nạn. Tai nạn chết đấy đúng không? Là người cũng người Thanh Hóa luôn. À thế ạ, cũng người Thanh Hóa luôn. Cái cầu mới về mới lên đây là cũng ba cái cứ cắt giày cái kia thì về. À, chào cảm ơn chú nhá. Tôi nói là trước đây có 2 thanh niên người Thanh Hóa lên đây đùa nghịch bắt cá và trên đường về thì tai nạn chết, sau đó thì phải xuống đây cúng. Cảm ơn các bạn đã xem video khám phá suối cá thần ở Thanh Hóa của mình. Mong là các bạn sẽ thích video này và hãy để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới cho mình biết rằng các bạn có thực sự tin về sự tâm linh của suối cá này hay không nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo của Nam Thái TV.